Chào đồng chí trưởng công an xã. Chị mở cửa ra giúp tôi với. Ôi dồi ôi, nóng thế này, mở ra ngang bằng hun chuột à? Chị Mây, chị cứ mở cửa ra. Gớm, cậu cứ làm tôi như là cọp ấy. Có chuyện gì không chị? Mời chị ngồi. Thực ra hôm nay tôi lên đây không có việc, mà cũng chả có gì để trình báo cả. Chị nhé. Chả là cái việc nhỏ hôm trước ấy, để cho các cậu mới về phải vất vả. Vì thế tôi định bụng là hôm nay lên đây, trước là để tiếp thu ý kiến, sau nữa là xem các cậu khó khăn gì để bà con giúp đỡ. Cũng là quan tâm đến đời sống của anh em. Cậu Nam này. Dạ. Tôi định tính là xin lắp cái điều hòa trụ sở để cho nó mát, chứ nóng nực thế này các cậu lấy sức đâu ra mà lo cho dân nữa. Dạ xin cảm ơn thành ý của chị, nhưng mà anh em tôi xin phép được từ chối ạ. Cậu Nam đừng hiểu sai ý của tôi. Thực ra tôi cũng rất là muốn cảm ơn các cậu, vì nhờ có các cậu mà nhà hàng của tôi được làm ăn yên ổn. Chứ còn nói thật nhá, nhìn cậu mà tôi biết ngay là công an chính quy nguyên tắc thế nào rồi. Không có gì đâu mà chị, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu như không còn vấn đề gì thì tôi xin phép quay lại làm việc nhé. Thôi, nếu mà cậu không nhận điều hòa thì cho tôi gửi cái này. Chị cất phong bì đi. Cậu Nam đừng hiểu sai ý của tôi nhé. Tôi không hề nhờ vả gì cả, cho nên đây không thể gọi là hối lộ được. Cảm ơn chị, nhưng yêu cầu chị cất phong bì đi. Ở đây không có ai, thôi thì cậu nhận đi cho dân yên lòng. Anh ạ. Với lại quà này tôi tặng cả đội, chứ không phải là riêng cá nhân ai đâu mà. Hoàng, cậu lập cho tôi biên bản đưa hối lộ của chị Mây. Khổ quá, cậu không nhận thì thôi, làm gì mà căng với dân thế. Chị Mây. Hả? Lần sau lên trụ sở chị không cần phải ghi âm đâu. Đâu? Tôi để máy ở trong túi, chắc là nó chạm vào mà. Để tôi xóa luôn. Xóa hay không quan trọng, bởi vì những thông tin trong đó hoàn toàn bất lợi cho chị. Tôi biết rồi. Anh Nam, sao anh biết chị ta bật kia? Mẹ lại lên đây làm gì đấy? Làm gì đâu. Sao mẹ không làm ăn đàng hoàng được nhỉ? Mẹ nghĩ là người ta sẽ nhận cái phong bì của mẹ chứ. Tại sao mẹ... Mẹ hành động như thế, người ta còn coi con ra gì không? Vâng, chị không phải dạy khuôn tôi, mà tôi cũng đang thích người ta đuổi chị, không cho chị làm việc ở đây đấy. Nhà thì có thiếu gì đâu, mà cứ nặng nặc đòi ra trạm xá để làm. Lương thì không đủ để đổ xăng, lại còn tiếp xúc đủ thứ bệnh trên đời. Mẹ đừng can thiệp vào công việc của con nói rất nhiều lần rồi đấy. Con xin phép.